Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng một bộ chấp kích. Thì như quý vị và các bạn cũng đã biết, tên gọi của bộ chấp kích này khác với tên gọi bát biểu. Bát biểu là chúng tôi làm về thờ các quan văn, còn chấp kích là chúng tôi làm để thờ các quan bên võ. Thì các cái bộ chấp kích này chúng ta thường thấy ở các cái đình chùa, miếu mạo và các cái nhà thờ tư gia cỡ lớn để thờ các cái bộ chấp kích. Chấp kích tên gọi theo các cụ ngày xưa, còn chúng ta bây giờ hiểu nôm na đó là các loại binh khí. Và bộ chấp kích này là dáng thế hình dáng quạt, và bộ này gồm có 8 binh khí. Thì chúng tôi sẽ quay video chi tiết cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng bộ chấp kích mà cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm lên để cúng tiến vào đình chùa. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng tới từ Thái Nguyên, và chúng tôi cũng được biết thì gia đình anh có một cơ sở đồ gỗ rất to tại thành phố Thái Nguyên. Thì anh đã đặt cơ sở đồ gỗ Hiền Lành trong thời gian vừa qua. Hôm nay xong mộc, chúng tôi quay lại video clip một lượt gửi tới gia đình anh cũng như tới tất cả quý hàng đang theo dõi về chấp kích bát biểu cũng như các đồ thờ tự thờ cúng ở trong đình chùa. Trong video này chúng tôi sẽ báo luôn kích thước, đó là kích thước cao của nó là 2m60 và chiều rộng là 2m40, và toàn bộ chân đế phía dưới chúng tôi chạm ở nghê chầu. Và các cái chân nghê chầu này chúng tôi làm 8 phân, và phía giữa thì chúng tôi có làm dạ hồ phù được đục chạm thủ công bằng tay, kinh bông sắc nét. Và ở hai phần bên tai chúng tôi có chạm đó là long hóa mai, và giá rồng chúng tôi làm dày 12 phân cả phần chắp, toàn bộ được thủ công bằng tay. Và các cái thân cột tiện này chúng tôi tiện theo cổ hành dáng cổ ngày xưa. Và trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu cái clip sơn son thiếp vàng. Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu phần mộc. Và binh khí số 1 tính từ bên trái sang màn hình, trên màn hình nhỏ của các bạn và quý vị đang xem, đó là chiếc đinh 3. Và binh khí số 2 đó là binh khí tên gọi là chùy. Binh khí số 3 tính từ bên trái sang, binh khí này chúng tôi gọi đó là bát xà mâu. Đó là được điêu khắc hình chú rắn đang bò để cho quý vị dễ hình dung. Và binh khí số 4 là binh khí vòng lửa. Binh khí số 5 đó là long ngư. Và binh khí số 6 là long trượng. Chúng tôi chạm một cây rồng. Bên trên chúng tôi chạm thân hình rồng. Binh khí số 7 đó là phượng hoàng lửa. Và binh khí số 8 còn gọi là thanh long đao, hay còn gọi là thanh long yển nguyệt đao, giống với binh khí của Quan Văn Trường trong tích Tam Quốc diễn nghĩa ngày xưa. Để quý vị có thể hình dung ra cái bộ binh khí này. Và toàn bộ binh khí chúng tôi đang giới thiệu đây là được làm 100% từ chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít ăn quả. Và gỗ mít ăn quả thì xưa nay cũng gắn với đồ thờ tâm linh, đồ thờ cúng, đồ thờ tự trong các không gian đình chùa miếu mạo rất là nhiều, vì độ bền của gỗ mít ta rất là bền, không cong vênh, không mối mọt. Chúng tôi làm nguyên phần là gỗ mít lõi, và cái giá trị sử dụng này càng cổ thì càng có giá trị. Và chúng tôi cũng được biết sau khi chúng tôi làm bộ này lên, đó là được cúng tiến vào đình. Chúng tôi cũng là một đơn vị rất vinh dự khi được làm các cái hàng chớp kích khủng như thế này, để đem đến hài lòng tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Quý khách trên toàn quốc mà muốn mua các sản phẩm chớp kích, nhang án Osa, bát biểu, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi, sẽ được tư vấn miễn phí và được sử dụng với cái giá tốt nhất, giá hợp lý nhất và giá gốc. Toàn bộ thân thân cây của các binh khí đây là chúng tôi làm bằng gỗ mít và được dày 6 phân. Và phía dưới tiện cổ hành, bên trên thì có gắn các cái đầu binh khí. Chúng tôi đã vừa giới thiệu binh khí số 1 đến số 8 cho quý vị
biết được tên gọi và cũng phân biệt được các cái binh khí này với các cái bát biểu. Binh khí hay còn gọi là chớp kích, và bát biểu thì chúng tôi làm dùng để thờ quan văn. Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã bàn giao bộ bát biểu sơn son thép vàng cũng được làm bằng chất liệu gỗ mít cho quý khách hàng tại Quảng Yên, Quảng Ninh, và bộ chớp kích trong video này chúng tôi sẽ bán về Thái Nguyên. Và đây cũng là một đơn đặt hàng của quý khách sẽ cúng tiến vào đình, và đó là đình cỡ lớn. Quý khách sẽ về trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh để lấy hàng hoàn thiện. Đồ gỗ Hiền Lanh cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi cơ sở trong suốt thời gian vừa qua. Quý khách có thắc mắc gì, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp, chúng tôi không ngại tư vấn tới tất cả quý vị các cái quy trình làm về đồ gỗ. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Và đây là 8 binh khí chúng tôi đã vừa giới thiệu, đó là đinh ba, chùy, bát xà mâu, vòng lửa, long ngư, long trượng, phượng hoàng lửa và thanh long uyển nguyệt đao. Rất nhiều quý khách đang không biết tên gọi thì quý khách hãy xem kỹ video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết tỉ mỉ tới quý vị các bạn. Và toàn bộ các binh khí này được đục chạm hai mặt như nhau. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video.